Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Bến Tre đã tổng kết hoạt động năm 2021 với chủ đề Kết nối yêu thương. Năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Bến Tre gặp nhiều khó khăn, nguồn vận động hỗ trợ từ các doanh nghiệp bị hạn chế do doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, Hội vẫn đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương, huy động được gần 12 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19 thông qua các chương trình như cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà Tết, tổ chức tặng gạo, các nhu yếu phẩm, thuốc, vật tư y tế cho người nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội duy trì hoạt động của quán cơm Nhân Thiện 2000, tổ chức bán cơm cho người nghèo trong mùa dịch, bình quân mỗi ngày từ 230 đến 250 hộp với giá mỗi hộp 2.000 đồng. Dịp này, Hội đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân đã tích cực hỗ trợ kinh phí để Hội thực hiện các hoạt động thiện nguyện.